rất hay. Đường cầu đưa đẩy bắt bài rất hay đến từ bốn vận động viên. Pha xử lý của Dương Trung Đức có độ ổn định chưa đều. Quá hay cho Đình Hoàng. Phản xạ nhanh đến từ Tuấn Anh. Đình Hoàng lại ném gạch hơi nhẹ các bạn. Cả xê đấu thứ nhất thì Đình Hoàng mới có một pha ăn điểm trực tiếp từ những pha tấn công uy lực của mình. Rất mềm mại đến từ đôi tay của Dương Thiều. Bật rất cao. Lỗi rồi. Rất thích mắt đến những xem những pha đập. Về cuối lại nhường cho Dương Trung Đức và Tuấn Anh về đích. Rất hay. Rất chủ động. Có chết không? Vẫn chưa chết. Rất hay đến từ bàn tay của Dương Thiều. Trận đấu hấp dẫn này. Một vàng một đồng em ơi. Anh em cổ vũ Dương Thiều và Đình Hoàng. Chiến thắng ở trận đấu này thì chúng ta rất chủ động. Và năm mới rồi cổ kiếm cái vàng cũng an ủi. Cái vàng đầu tiên của rất mạnh của Tuấn Anh. Rất hay đến từ Dương Thiều. Chủ động lên lưới nhưng vẫn chưa có điểm. Hết rồi. Chung kết nam nữ lâm cao thì Xuân Hưng đang đối đầu với cả Đình Mạnh ở sân bên cạnh. Kheo đến từ Tuấn Anh. Cứ như thế này thì Tuấn Anh sẽ hết sức ở trong trận đấu này. Vẫn còn. Có chết không? Có thể. Cảm ơn 300 người đang xem. Vâng, huấn luyện viên Trần Tú rất vui. Có điểm không? Rất hay, một pha gạt mưa rất hay và hợp lý đến từ Tuấn Anh. Cầu ngoài mất rồi. Thế thứ ba. Phạt cầu rất tốt đến từ Dương Trung Đức. Cầu ngoài mất rồi. Ai đây? Dương Trung Đức là người ghi điểm. Để khán giả có thể được xem thi đấu thứ ba. Rất chủ động lên lưới. Rất hay đến từ vậy thôi. Rất hay đến từ Tuấn Anh. Đến từ Dương Trung Đức. Và quá tuyệt. Vâng, Dương Trung Đức đập thì không phải là thế mạnh. Không phải là thế mạnh của Dương Trung Đức. Tuấn Anh đây rồi. Cầu đã quá sâu xuống phía xa rồi. Đã xong. Đều, trận đấu bắt đầu. Trận đấu này sẽ rất hay về cuối khi cả vận động viên đều đã xuống sức. Pha đập cầu sẽ không còn được gắt nữa, sẽ có những đường cầu dai hơn. Rất hay. Vẫn chưa có điểm. Đã chết. Vâng, 380 người, giờ chỉ còn có 280 người thôi. Anh em vào đi anh em ơi, chia sẻ đi anh em. Trận đấu này sẽ rất hay.
Vâng, tôi đã đoán rồi, khi sức đã xuống thì những quả đập cầu không còn siết nữa, thì đường cầu sẽ dai hơn, trận đấu sẽ hay hơn. Rất mạnh đến từ Đình Hòa. Dương Thiều thì đánh cây 77. Rất hay của Đình Hòa. Rất chủ động lên lưới, bắt lưới của Dương Thiều. Rất mạnh. Rất mềm mại của Dương Trung Đức. Tuấn Anh bây giờ chỉ nhảy đập vỗ thôi, nhưng mà vẫn có điểm. Bên kia sân thì đang có tỷ số 16 đều giữa Đình Mạnh và Xuân Hưng. Khá êm của Trung Đức. Quá hay. Sự gom mặt của những tay vợt hàng đầu miền Bắc, hàng đầu Việt Nam bây giờ như Đình Hoàng, Tuấn Anh, Dương Thiều, Trung Đức, Xuân Hưng và Đình Mạnh. Rất hay một pha đẩy trái. Tuấn Anh vâng, chém rồi, bật rất cao. Vâng, đêm hôm qua anh em tôi cũng đã có một chút tâm sự riêng. Rất cao đến từ Đình Hoàng, nhưng bây giờ mới là tấn công. Rất hay. Vọng một ngày được xem Đình Hoàng chín thực sự sẽ vô đối Việt Nam. Hai pha đập cầu không có hiệu quả, Dương Thiều nhường thế trận cho Đình Hoàng luôn. Rất thông minh. Máy đập đã duyên xuống dưới. Hật hơi ngon. Ôi, xin phép anh em ngồi nghỉ tí, đau lưng quá, đứng lâu quá. Juno năm 2022, trận đấu giữa cặp đôi Dương Văn Thiều và Nguyễn Đình Hoàng ở phía xa màn hình và phía gần màn hình là Dương Trung Đức và Nguyễn Tuấn Anh. Tỷ số hiện tại đang là 7-6-8. Pha tấn công tốt của cặp đôi. Giải đấu được tài trợ bởi công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential và thương hiệu thể thao đến từ Nhật Bản Mizuno. Đồng tài trợ tại tỉnh Lâm Đồng mở rộng lần này. Và phát cầu cao của Đình Hoàng. Xin chào anh em. Bây giờ Trần Tú lại quay trở lại để bình luận với anh em như vừa rồi giành nhịp. Ba pha đập cầu liên tiếp của Đức Con.